để quên quả cà chua trong ngăn đá tủ lạnh, vô tình phát hiện ra một điều rất thú vị. Thời tiết nóng bức, nhiều người muốn ăn đồ lạnh để giải nóng, cho nên cho đồ lạnh vào trong ngăn đá và chờ đợi trong thời gian ngắn rồi lấy ra ăn. Trên diễn đàn Imgur, một tài khoản đã chia sẻ mẹo cho quả cà chua vào ngăn đá tủ lạnh. 10 phút sau quay lại lấy ra thì quả cà chua đã bị đóng băng. Sự tò mò nổi lên, người này quan sát tình trạng tan băng của quả cà chua, quyết định cứ khoảng 30 phút lại chụp một bức ảnh. Không ngờ rằng quả cà chua rắn như đá dần dần trở nên quê quắt. Lớp tuyết bên ngoài từ từ tan chảy, từng giọt nước thoát ra. Vết nứt dần dần xuất hiện, những giọt nước không ngừng chảy xuống dưới. Vũng nước lớn trên bàn, xuất hiện quả cà chua dần dần xẹp xuống. Cuối cùng, anh ta đã biết điều gì xảy ra đối với quả cà chua đóng đá, trông giống như quả hồng bị hư. Tuy nhiên, quả cà chua sau khi tan băng rất dễ lột vỏ. Nhiều đầu bếp trước khi nấu súp cà chua sẽ cho quả cà chua vào ngăn đá một lúc rồi lấy ra ngâm vào nước, rất dễ lột vỏ. Để nguyên quả cho vào nồi canh, nước đun sôi lên, cà chua sẽ nở ra rất ngon. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường mừng rơi nước mắt. Bài thuốc quý từ đậu đen khiến bệnh tiểu đường một đi không trở lại, cả đời không tái phát. Uống đậu đen xanh lòng là một phương pháp đông y cổ truyền xuất xứ từ Trung Hoa. Bài thuốc này nằm trong tập sách Lãnh tra y thoại của Lục Đình Phổ, đời nhà Thanh. Đậu đen xanh lòng được coi là loại thuốc quý có tầm cỡ thần dược. Đây là một phương pháp thanh lọc cơ tạng, tuy thô sơ, đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất cao, có thể chữa được các chứng bệnh và có những khả năng sau: 1. Thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, trị ốm vặt. 2. Nhuận trường, trị táo bón, rối loạn. 3. Giải độc trong bộ ruột, tiêu thủy, làm mạnh gân khỏe có, không đau nhức các khớp xương, làm hết phong thấp và tê mỏi. 4. Bổ tim, gan, thận, làm mắt sáng, thính tai, đen tóc. 5. Tiêu trừ một số bệnh linh tinh thường xảy ra cho người cao tuổi. 6. Ổn định huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, tăng sức đề kháng, chống chọi bệnh tật. Riêng đối với phụ nữ, uống đậu đen xanh lòng sẽ giúp cho sắc diện xanh xao được trở nên hồng hào, da dẻ sẽ được mịn màng, xinh đẹp hơn. Trên cơ sở phát huy của 6 tác dụng trên, bệnh tiểu đường tự nhiên biến mất, đường trong máu trở về mức thích nghi. Ta nên uống liên tục từ bây giờ cho đến hết đời, dù bệnh tiểu đường có muốn tái phát cũng không tài nào tái phát được. Có nghĩa là suốt đời không bị bệnh tiểu đường nữa. Bệnh này thuộc loại bệnh nan y. Y học thế giới không có thuốc để trị dứt bệnh, chỉ giải quyết cho qua cơn bệnh thôi, rồi cũng tái phát. Và nếu có bệnh nặng, sẽ không ưng loại thuốc nào hết. Chính nó là cơ sở phát sinh ra nhiều bệnh quái ác, đưa đến tử vong. Các bạn chớ coi thường. Dược liệu, chỉ có một thứ duy nhất là đậu đen xanh lòng, tức là một loại đậu nhỏ, vỏ ngoài thì đen nhưng trong ruột có màu xanh đậm, hạt lợp tùy theo giống, chứ không phải loại đậu đen có ruột màu trắng thông thường. Chúng ta có thể ra chợ hoặc đến tiệm có bán các loại đậu và bảo họ bán cho vài trăm gram đậu đen xanh lòng đủ để dùng cho một thời gian ngắn thôi, khi uống hết lại mua tiếp. Vì sợ mua nhiều quá để lâu có thể bị hư hay bị mọt ăn. Vì đây là loại còn sống, loại sấy hạn dùng 6 tháng, không xài được. Để xác định có đúng là đậu đen xanh lòng hay không, ta cắt hạt cắn vẽ một vài hạt để xem ruột nó có màu xanh hay không. Liều lượng, buổi sáng trước khi ăn điểm tâm tối thiểu nửa tiếng đồng hồ. Uống sống, nuốt trọn 49 hạt đậu đen xanh lòng. Chọn lấy hạt to rửa, vớt bỏ những hạt nổi, bù lại hạt tốt cho đủ số lượng 49 hạt. Uống nhiều nước chừng nào tốt chừng ấy và liên tục như vậy mỗi ngày. Uống mãi rất có hiệu quả. Thật là đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hiện, đúng là thực phẩm chức năng. Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi
Chỉ cần uống mỗi ngày 10 hạt thì mắt sẽ sáng, không đau mắt. Dù học nhiều cũng ít bị cận, tiêu hóa tốt, không táo bón, sức khỏe tốt, ít ốm đau. Từ 11 đến 16 tuổi, uống mỗi ngày 21 hạt. Từ 17 tuổi trở lên, uống theo người lớn. Công dụng: khi đậu đen xanh lòng uống vào trong ruột sẽ nở ra và hút các độc tố ở trong ruột vào nó, rồi đem các độc tố ấy theo phân ra ngoài. Đó là nguyên lý giải độc và trị bệnh của phương pháp uống đậu đen xanh lòng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vào ngày đèn đỏ, tuyệt đối không nên làm 10 điều sau. Trong thời kỳ đèn đỏ, bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Để đảm bảo sức khỏe tốt trong thời kỳ này, chị em nên chú ý không nên làm những điều sau. 1. Không mặc quần bó. Quần bó sát sẽ làm cho phần nhỏ huyết quản bị chèn ép, từ đó ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, gây ra nhồi máu và phù chỗ ấy. 2. Không dùng sữa tắm rửa vùng kín. Khi bị đèn đỏ, vùng kín thường có mùi khác lạ nên bạn thường xuyên tắm rửa. Tuy nhiên, đừng nên dùng sữa tắm để rửa vùng kín vì dễ viêm nhiễm dẫn tới vùng kín bị ngứa ngáy. Trong vùng kín của bạn gái, thường ngày là môi trường mang tính axit, có thể khống chế vi khuẩn sinh sôi. Nhưng khi đèn đỏ, vùng kín lại nghiêng về môi trường mang tính kiềm, sức đề kháng chống vi khuẩn giảm thấp. Bạn có thể mua nước rửa dung dịch dành cho phụ nữ để đảm bảo an toàn về sức khỏe của mình. 3. Không đấm bóp mạnh. Khi đến ngày, chị em thường bị đau lưng, mỏi chân nên thường đấm bóp để đỡ nhức mỏi. Việc này không đúng. Đau lưng trong thời kỳ đèn đỏ là do khoang xương chậu tụ máu gây ra. Đấm lưng càng làm cho khoang chậu tích tụ nhiều máu, làm tăng thêm cảm giác đau. Ngoài ra, đấm lưng khi đèn đỏ khiến nội mạc tử cung khó khôi phục lại sau khi bong ra, từ đó gây chảy máu nhiều, kéo dài thời kỳ đèn đỏ của bạn. Chỉ nên xoa bóp nhẹ xung quanh vùng lưng, bụng. 4. Không nhổ răng. Không nên nhổ răng vào ngày đèn đỏ vì lượng máu sẽ chảy ra nhiều, đồng thời sẽ lưu lại mùi tanh của máu trong miệng suốt một thời gian dài, khiến bạn không muốn ăn uống, gây ra thiếu dinh dưỡng trong thời kỳ đèn đỏ. 5. Không uống rượu, bia, cà phê. Trong rượu, bia, cà phê, thuốc lá chứa chất kích thích thần kinh và huyết quản tim, gây ra những triệu chứng không thoải mái như đau bụng kinh nguyệt kéo dài và kinh nguyệt quá nhiều. 6. Không đi khám sức khỏe. Trong thời kỳ đèn đỏ, không nên đi khám nước tiểu và khám phụ khoa, cũng không nên kiểm tra máu và điện tâm đồ, vì lúc này bạn bị ảnh hưởng của hormone bài tiết nên khó có được kết quả chính xác. 7. Không làm chuyện ấy. Khi bị đèn đỏ, nội mạc tử cung bong ra, bề mặt giống như bị tổn thương. Nếu yêu vào lúc này, dễ làm cho vi khuẩn xâm nhập vào, gây ra viêm nhiễm trong tử cung. Làm chuyện ấy trong ngày này rất dễ mắc các bệnh về phụ khoa đấy. 8. Không tắm nhiều. Trong ngày đèn đỏ, bạn không nên tắm quá nhiều vì có thể gây ra những viêm nhiễm đặc biệt. Khi đèn đỏ, nội mạc tử cung tách ra, miệng tử cung hơi mở, kinh nguyệt lưu lại trong âm đạo. Đây là cơ hội tốt để cho vi khuẩn lây nhiễm và sinh sôi nảy nở. 9. Không sử dụng một miếng băng vệ sinh quá 4 tiếng. Hầu như chị em chỉ thay băng vệ sinh khi miếng băng đã đầy dịch, như thế không tốt đâu nhé. Khi dịch ở băng vệ sinh tồn tại quá lâu sẽ làm phát sinh các loại nấm, vi khuẩn dễ gây ra hiện tượng viêm nhiễm âm đạo của bạn đấy. Tốt nhất nên chọn cho mình một loại băng vệ sinh phù hợp và thay thường xuyên, cách nhau 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần thay băng vệ sinh, bạn nên chú ý vệ sinh thật cẩn thận để tránh viêm nhiễm. 10. Không làm việc quá sức. Trong những ngày có kinh, cơ thể bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, mất sức. Bạn cần chú ý sắp xếp thời gian, công việc sao cho hợp lý, không nên vận động mạnh. Nếu cảm thấy mệt, hãy nghỉ ngơi. Làm việc nặng sẽ làm cho kỳ kinh nguyệt của bạn kéo dài hơn, máu kinh ra nhiều, đau bụng kinh nhiều, mệt mỏi hơn. Chúc chị em luôn có cách bảo vệ sức khỏe của bản thân thật tốt, đặc biệt trong những giai đoạn nhạy cảm của chị em phụ nữ chúng mình.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dứa đang vào mùa, tôi ăn liên tục trong 10 ngày, rồi giật mình vì kết quả không thể ngọt hơn, đến giờ vẫn choáng váng. Cần gì tốn tiền đi spa hay sử dụng các loại mỹ phẩm bạc triệu, ra chợ mua dứa ăn thế này để da trắng, thân hình mảnh mai đến ngỡ ngàng. Dứa là loại trái cây giàu vitamin A, C, canxi và phốt pho. Nó có tác dụng phòng ngừa bệnh cao huyết áp, điều trị viêm xoang, giảm nguy cơ thoái hóa xương có. Ngoài ra, thành phần chất xơ trong dứa hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, giúp da càng sáng, trắng mịn và loại bỏ lớp mỡ dư thừa cứng đầu khó tốt. 1. Giảm cân. Giờ đây, thay vì ăn kiêng hay tập thể dục quá sức, bạn có thể loại bỏ lớp mỡ cứng đầu trên cơ thể nhanh chóng nếu chăm chỉ bổ sung mỗi ngày một quả dứa tươi hoặc một ly nước ép liên tục 10 ngày. 2. Làm trắng da. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều chị em lựa chọn dứa để làm đẹp. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn dứa thường xuyên sẽ góp phần tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, mịn màng tự nhiên mà không cần bất kỳ mặt loại mỹ phẩm chăm sóc đắt tiền nào. 3. Trị thâm nám và hỗ trợ loại bỏ tế bào chết. Thông thường, để loại bỏ nám và tàn nhang, nhiều người thường lựa chọn phương pháp điều trị từ các trung tâm thẩm mỹ. Tuy nhiên, thay vì bỏ ra một khoản chi phí đắt đỏ mà không đem lại kết quả như mong đợi, bạn chỉ cần gọt sạch lớp vỏ, bỏ mất nửa quả dứa tươi, đem xay nhuyễn với mật ong và một thìa nước cốt chanh. Dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch như bình thường. Có thể nói, đây là phương pháp tự nhiên rất tốt, vì vậy thực hiện điều đặn trong 2 tuần sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng thâm nám hiệu quả. 4. Tăng kích thước vòng một. Ngoài tác dụng giúp da trắng mịn, xóa mờ sẹo, dứa tươi còn được xem là loại thần dược kích thích vòng một lép xẹp trở nên đầy đặn, quyến rũ tự nhiên mà chẳng cần đi nâng hay bơm ngược cho nguy hiểm. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt. Sáu thói quen sai lầm của 90% khi thức dậy gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Buổi sáng thức dậy, dụi dụi mắt, vội vàng ra khỏi giường, liền đi rửa mặt ngay, ăn tạm vài thìa cơm rồi đi làm. Đây đều là thói quen của đại đa số chúng ta. Rất ít người biết những thói quen ấy rất có hại cho sức khỏe. 1. Sáng dậy dụi mắt sẽ bị nhiễm trùng. Đồng hồ báo thức reo, không ít người sẽ vô thức mà lấy tay dụi mắt. Điều này không tốt cho mắt chút nào. Da mắt rất mỏng, dùng tay dụi mắt sẽ dễ làm tổn thương đến tính đàn hồi của vùng da này, làm các mao mạch rất dễ bị tổn thương. Hơn nữa, bụi bặm ở tay còn có thể làm mắt bị nhiễm trùng. Lời khuyên: sáng dậy không được lấy tay dụi mắt ngay mà phải rửa sạch hai bàn tay, dùng khăn sạch hoặc nước sạch để lau mắt. 2. Gội đầu buổi sáng dễ gây đau đầu. Theo góc độ của Trung Y thì không khuyến khích mọi người gội đầu vào buổi sáng, đặc biệt là vào mùa đông. Thời gian gấp gáp, mọi người gội đầu xong thường không đợi cho tóc khô mà ra ngồi luôn. Như thế rất dễ bị cảm lạnh hay đau đầu. Nghiêm trọng hơn có thể gây ra đau khớp, tê liệt cơ bắp. Lời khuyên, người già có thể gội đầu vào buổi trưa, còn người trẻ tuổi thì tốt nhất nên gội đầu vào buổi chiều. Nhưng không được gội trước khi đi ngủ, phải để cho tóc khô. Nếu như bắt buộc phải gội vào buổi sáng thì phải xé tóc cho khô rồi mới ra ngồi. 3. Đánh răng không đúng lúc có thể gây cảm cúm. Sau một đêm,
Trong miệng chúng ta có thể tích tụ rất nhiều bụi bẩn. Chúng kết hợp với nước bọt, rất dễ tạo ra mảng bám. Sáng dậy không đánh răng mà cứ thế uống nước hay ăn sáng, các mảng bám này sẽ theo vào trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tiêu hóa và tạo điều kiện cho virus cảm cúm. Lời khuyên, không chỉ đánh răng buổi tối mà buổi sáng, việc quan trọng hàng đầu đó là đánh răng thật kỹ. 4. Không ăn sáng, uống nước nguội sẽ gây ra bệnh dạ dày. Bình thường, thức ăn vào buổi tối hôm trước sau khoảng 6 tiếng sẽ chuyển từ dạ dày vào ruột. Ngày hôm sau, không ăn sáng, các axit trong dạ dày và các màng enzyme tiêu hóa sẽ tiêu hóa niêm mạc dạ dày. Lâu dần, các tế bào có chức năng tiết ra chất nhầy sẽ bị phá hủy, từ đó rất dễ gây ra bệnh viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Nhiều người còn cho rằng buổi sáng uống một cốc nước đun sôi để nguội là tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế, nước mát sẽ gây tổn thương cho vùng bụng dưới. Lâu dần, nữ giới sẽ bị đau bụng kinh, nam giới sẽ bị đau dạ dày, đau khớp, làm giảm khả năng sinh lý. Lời khuyên, không chỉ ăn bữa sáng mà còn ăn thật thịnh soạn. Một bữa sáng lý tưởng gồm sữa tươi, sữa chua hoặc váng sữa, các sản phẩm từ sữa hay carbohydrate, hoa quả. Cũng nên uống một cốc nước mật ong ấm thay vì uống nước nguội. 5. Buổi sáng uống cà phê. Rất nhiều người có thói quen uống cà phê buổi sáng vì cho rằng cà phê sẽ giúp tinh thần được tươi mới. Nhưng theo nghiên cứu, sáng dậy liền uống cà phê sẽ dẫn đến dư thừa quá nhiều năng lượng, làm cho cơ thể rất mãn cảm. Ngoài ra, cà phê còn kích thích axit dạ dày, gây ra các bệnh về tiêu hóa. Những người bị loét dạ dày thì càng không được uống cà phê. Lời khuyên, nếu có thói quen uống cà phê thì nên uống sau khi dậy ít nhất là 1 tiếng, hoặc uống sau khi ăn gì đó, một ổ bánh mì chẳng hạn. Như thế vừa đảm bảo sức khỏe mà còn giúp cho tinh thần luôn tươi mới. 6. Thức dậy, xuống giường không đi dép sẽ dễ bị tiêu chảy. Rất nhiều bạn trẻ buổi sáng vội vàng thức dậy mà không xỏ dép vào, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của cơ thể, vì vậy phải bảo vệ thật tốt. Sáng mới ra khỏi chăn, bàn chân vẫn chưa kích ứng kịp với nhiệt độ bên ngoài, lại không đi dép vào khiến chân rất dễ bị lạnh, từ đó gây ra triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, lâu dần sẽ có hại cho đường tiêu hóa. Lời khuyên, sáng dậy xuống giường thì nên đi dép lê vào, mùa đông thì càng phải đi tất vào nữa.